Thưa quý vị, căng thẳng tại dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi khi Israel và Hamas vẫn đang có những hành động tấn công lẫn nhau, bất chấp lời kêu gọi ngừng chiến sự của cộng đồng quốc tế. Mới đây, Đại sứ Mata tại Liên Hợp Quốc Vanessa Frazier đã đệ trình một nghị quyết mới lên các thành viên Hội đồng Bảo an nhằm xem xét và bỏ phiếu, với hy vọng cuối cùng một nghị quyết về cuộc chiến ở Gaza sẽ được thông qua. Liệu nghị quyết này có được sự nhất trí của toàn bộ 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an hay không, và nó có thực sự sẽ khiến chiến sự ở Gaza dừng lại? Đây vẫn là một câu hỏi lớn. Các cuộc đàm phán căng thẳng và khó khăn vẫn tiếp tục diễn ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc đang làm tê liệt cơ quan ra quyết định quyền lực nhất thế giới, khi cái chết và sự tuyệt vọng đang trút xuống dải Gaza. Kênh truyền hình Al Jazeera được biết rằng Đại sứ Manta tại Liên Hợp Quốc Vanessa Frazier đã đệ trình một nghị quyết mới lên các thành viên của Hội đồng Bảo an để xem xét và bỏ phiếu, với hy vọng cuối cùng một nghị quyết về cuộc chiến ở dải Gaza sẽ được thông qua sau những nỗ lực thất bại hàng loạt trong hơn một tháng qua. Manta là một trong 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước chủ trì vấn đề trẻ em trong xung đột vũ trang kể từ năm 2022. Vị trí này mang lại cho Manta cơ hội đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực của Hội đồng Bảo an nhằm bảo vệ trẻ em trong các khu vực có xung đột. Các nguồn tin ngoại giao đã nói với đài Al Jazeera rằng nghị quyết mới nói trên được soạn thảo với trọng tâm là trẻ em, với hy vọng rằng toàn bộ 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể đi đến nhất trí về các biện pháp bảo vệ trẻ em trong cuộc xung đột đang diễn ra. Có một hy vọng mới rằng Hội đồng Bảo an cuối cùng sẽ phản ứng với cuộc chiến ở dải Gaza, không chỉ vì đã làm cho những nỗ lực mới nhằm tìm kiếm ngôn ngữ về thỏa hiệp sẽ thu hút tất cả thành viên, bao gồm cả Mỹ, mà còn bởi vì đã có sự thay đổi trong quan điểm, lập trường của chính nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có lần đầu tiên kêu gọi Israel tạm ngừng bắn nhân đạo vào ngày 2 tháng 11 vừa qua. Giới chức Mỹ cho biết họ đang tích cực tham gia với các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, gồm Albania, Brazil, Ecuador, Gabon, Ghana, Nhật Bản, Malta, Mozambique, Thụy Sĩ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này rất quan trọng vì quyền phủ quyết của Mỹ là một trong những lý do khiến một số nghị quyết trước đây của Hội đồng thất bại kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, như mọi khi, trong khi Hội đồng Bảo an vẫn có nhiều tranh cãi về ngôn ngữ chính xác của nghị quyết, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Mỹ kêu gọi tạm dừng nhân đạo. Một cụm từ cho thấy nghị quyết này sẽ có điều kiện và giới hạn thời gian. Hầu hết, những nước còn lại trong Hội đồng Bảo an muốn nghị quyết có thêm từ ngừng bắn. Việc lựa chọn một từ duy nhất trong nghị quyết tạm dừng hoặc ngừng bắn đã đồng nghĩa với sự bế tắc trong cơ quan quyền lực hàng đầu của Liên Hợp Quốc được trao quyền duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Với nghị quyết của Manta, một câu hỏi quan trọng có thể được đưa ra tranh luận là thời gian tạm dừng giao tranh. Các nhóm nhân đạo và thậm chí cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng thời gian tạm dừng kéo dài 4 giờ trên một ngày mà Israel đồng ý hiện không đủ để giảm bớt đau khổ nhân đạo cho một cách có ý nghĩa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Mỹ có đồng ý tạm dừng kéo dài vài ngày hay không. Các dự thảo nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza đã thất bại. Hai nghị quyết do Nga soạn thảo không nhận được đủ phiếu bầu, trong khi đó Mỹ nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu chống. Mặc dù nghị quyết do Brazil đề xuất nhận được 12 phiếu ủng hộ trong số 15 quốc gia thành viên, nhưng Mỹ vẫn phủ quyết dự thảo này. Nga, Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết do Mỹ soạn thảo. Mặc dù 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ có quyền phủ quyết bất cứ nghị quyết nào, nhưng trường hợp này vẫn khá hiếm. Mỹ và Nga là hai quốc gia sử dụng quyền phủ quyết nhiều nhất trong thời gian qua. Trong những năm gần đây, Mỹ chủ yếu sử dụng quyền phủ quyết để bảo vệ đồng minh Israel. Nhưng điều này không phải luôn như vậy. Trước những năm 1970, Mỹ thường cho phép thông qua các nghị quyết mà Israel bất bình. Năm 1956, họ cùng với các thành viên Hội đồng Bảo an khác bỏ phiếu chỉ trích Israel về hoạt động quân sự ở dải Gaza. Ai Cập đã kiểm soát Gaza vào thời điểm đó. Gần đây hơn, vào ngày 23 tháng 12 năm 2016, trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Barack Obama, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2334. Nghị quyết này tái khẳng định các khu định cư của Israel tại vùng Palestine bị chiếm đóng, trong đó có phía đông của Jerusalem. Văn bản nói thêm rằng các khu định cư là một trở ngại lớn cho tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước. Đã có áp lực đáng kể tới Israel và trong nước Mỹ đòi chính quyền Obama phủ quyết dự luật này, nhưng cuối cùng họ đã bỏ phiếu trắng. Nghị quyết được thông qua với 14 phiếu, mặc dù nghị quyết 2334 vốn cũng kêu gọi các bước ngay lập tức để ngăn chặn bạo lực chống lại dân thường, là luật pháp quốc tế có tính ràng buộc, nó đã bị Israel phớt lờ.
nếu nghị quyết bị vi phạm. Bước tiếp theo là Hội đồng Bảo an sẽ có hành động trừng phạt. Điều này sẽ được thực hiện trong một giải pháp tiếp theo nhằm giải quyết vi phạm và kêu gọi hành động. Liên Hợp Quốc trước đây đã có hành động trừng phạt các quốc gia vi phạm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có sự phản đối từ các thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc, những nước không mặn mà với việc Hội đồng Bảo an thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an có thể tiến xa hơn nữa và ra lệnh ủy quyền cho một lực lượng quốc tế. Một ví dụ đáng chú ý về điều này là năm 1991, khi một liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu được thành lập để trừng phạt cuộc xâm lược Kuwait của nhà lãnh đạo Iraq lúc đó là Saddam Hussein. Vấn đề nằm ở bất cứ giải pháp tiềm năng tiếp theo nào. Hầu như không có khả năng chính quyền Tổng thống Biden sẽ ủng hộ một nghị quyết trừng phạt có hành động mạnh mẽ chống lại Israel. Hiện tại, chính quyền Mỹ đang có những nỗ lực nhằm thuyết phục Israel hạn chế các hoạt động quân sự và ngừng gây tổn hại dân thường. Thế nhưng điều đó không có hiệu quả. Israel dường như không hề quan tâm tới trách nhiệm giải trình theo luật pháp quốc tế. Hơn nữa, Israel và Mỹ không phải là các bên ký kết quy chế Rome thành lập tòa án hình sự quốc tế ICC. Nhưng ngay cả khi ICC hành động, rất khó để Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel lại tự nguyện ra trình diện ở tòa án The Hague. Điều đó tương tự như không có chuyện Tổng thống Nga Putin ra trình diện trước các thẩm phán ICC khi cơ quan này ban hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 3 vừa qua. Nếu quay ngược lại lịch sử, Liên Hợp Quốc đã thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình để giải quyết các vấn đề liên quan đến Israel. Trong đó có lực lượng khẩn cấp của Liên Hợp Quốc. Lực lượng đã triển khai sứ mạng gìn giữ hòa bình quốc tế ở biên giới giữa Ai Cập và Israel vào năm 1956. Hai sứ mạng khác vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay. Lực lượng quan sát rút quân của lực lượng khẩn cấp Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1974 sau khi các lực lượng Israel và Syria đồng ý rút quân ở cao nguyên Golan. Năm 1978, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban được thành lập để xác nhận việc Israel rút quân khỏi Liban và khôi phục hòa bình cũng như an ninh quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại vẫn không có sự bình yên trên chiến tuyến giữa Liban và Israel, được gọi là đường màu xanh, với những cuộc đụng độ nặng nề nhất trong nhiều năm giữa lực lượng Hezbollah và Israel. Tình hình tại cao nguyên Golan cũng rất căng thẳng trong một thời gian dài, kể cả trong cuộc chiến ở Syria. Thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan thì mới đây, lực lượng Hồi giáo Hamas đã công bố một số đoạn clip ghi lại cảnh tấn công phá hủy một số khí tài quân sự của quân đội Israel như xe tăng, thiết giáp, nhưng không nói rõ thời gian và địa điểm cụ thể. Trong khi đó, thì các cảnh quay trực tiếp ở dải Gaza cho thấy rằng dường như đang có giao tranh ác liệt tại khu vực lân cận bệnh viện Al-Shifa mà Israel tin rằng đây chính là nơi đặt trụ sở chính của Hamas. Ngày 11 tháng 11, phong trào Hồi giáo Hamas đã công bố một số đoạn clip ghi lại cảnh tấn công, phá hủy một số khí tài của quân đội Israel như xe tăng, thiết giáp, nhưng không nói rõ thời gian và địa điểm cụ thể. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang chủ lực của phong trào Hamas tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại tổng cộng 160 thiết bị chiến đấu hạng nặng, gồm xe tăng, thiết giáp, xe chở quân, máy ủi của quân đội Israel kể từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh của quân đội Israel vào Gaza hồi cuối tháng 10. Cho đến nay, chúng tôi đã phá hủy hơn 160 phương tiện của quân đội Do Thái. Toàn bộ hoặc một phần kể từ khi đối phương thực hiện chiến dịch trên bộ. Hơn 25 chiếc đã bị phá hủy trong 48 giờ. Bên cạnh đó, Hamas đã công bố một đoạn video cho thấy lữ đoàn Al-Qassam nhắm mục tiêu vào phía lực lượng Israel đang đóng quân trong một ngôi nhà ở phía bắc Gaza. Trong đoạn video do Hamas đăng tải, các tay súng Hamas đã khóa mục tiêu và sau đó tấn công về phía Israel. Tuy nhiên, đoạn video trên chưa được xác minh về địa điểm và ngày quay. Đây là đoạn video thứ hai được Hamas tung ra sau video công bố hôm 9 tháng 11 ghi lại cảnh các tay súng phục kích Israel ở thành phố Gaza. Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết nhiều trận giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa quân đội nước này và lực lượng vũ trang Hamas bên ngoài một số bệnh viện ở Gaza, trong đó có bệnh viện Al-Shifa, cơ sở đang có khoảng 4.000 người Palestine trú ẩn. Gần đây, phía Israel đã đưa ra bằng chứng về việc Hamas có một số khu phức hợp ngầm phía dưới bệnh viện Al-Shifa được các thủ lĩnh Hamas sử dụng để chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại Israel. Israel cũng cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện Al-Shifa cùng những người đang cư trú trong đó làm lá chắn sống cho các bom ke, đường hầm phức tạp bên dưới. Hàng nghìn người dân đã trú ẩn trong khuôn viên bệnh viện Al-Shifa trong những tuần gần đây, nhưng nhiều người đã bỏ chạy vào hôm 10 tháng 11 khi quân đội Israel tiến gần vào khu vực và mở rộng khả năng tiếp cận các tuyến đường sơ tán an toàn về phía nam Gaza, nơi ít bị không kích hơn. Bất chấp sức ép quốc tế, quân đội Israel ngày 11 tháng 11 vẫn tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh vào Gaza.
Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ không dừng chiến dịch cho đến khi Hamas bị quét sạch hoàn toàn. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Cuộc chiến chống Hamas đang tiến triển mạnh mẽ và có một mục tiêu chính là giành chiến thắng. Lực lượng quân đội đã hoàn thành việc bao vây dải Gaza và hiện họ đang hoạt động bên trong thành phố Gaza, ngoại ô bệnh viện Al-Shifa. Họ đã tiêu diệt 2.000 tay súng của đối phương, trong đó có cả những chỉ huy cấp cao, nằm trong số những kẻ cầm đầu vụ thảm sát khủng khiếp vào ngày 7 tháng 10. Khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ khi các tay súng Hamas bất ngờ tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo số liệu cập nhật mới nhất ngày 10 tháng 11, 1.200 người, trong đó đa số là dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát ngày 10 tháng 11, các hoạt động bắn phá trả đũa của Israel đã khiến 11.078 người và 40% trong số đó là trẻ em đã thiệt mạng.